Như phóng viên VTC14 đã từng phản ánh về tình trạng sạt lở bờ sông Cầu, đoạn qua phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cách đây ít ngày, thì đến chiều qua một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra. Chỉ trong vòng vài phút, toàn bộ ngôi nhà của một hộ dân đã bị nhấn chìm xuống sông ngay trước mắt người dân. Phản ánh của phóng viên VTC14 trong chiều ngày hôm nay. Clip cho thấy ngôi nhà cấp 4 nằm sát bờ sông có dấu hiệu bị sụt xuống. Chưa đầy 3 phút sau, ngôi nhà đã bị nhấn chìm xuống sông trước sự chứng kiến của người dân. Toàn bộ khoảnh khắc kinh hoàng này được người dân ghi lại. Ngôi nhà cạnh đê khoảng 100m² mặt sàn được xây dựng cách đây 3 năm bị cuốn trôi, khiến anh Nguyễn Văn Cường không khỏi bàng hoàng. Thưa quý vị, hiện nay tôi đang có mặt tại khu vực bờ sông Cầu thuộc phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh. Đây là khu vực xảy ra hiện tượng sạt lở, sụt lún nghiêm trọng. Nhiều nhà dân tại khu vực này đã có những vết nứt. Đến nay hiện tượng này đã trở nên nguy hiểm hơn khi nhà của anh Nguyễn Văn Cường tại khu vực bờ sông bị nhấn chìm hoàn toàn trước sự chứng kiến của nhiều người dân. Ngày hôm qua thì là nó tự nhiên nó rắc phát, nó ụp một phát xuống. Nói chung là chả biết gì, nói chung là cuộc sống nói chung nó gặp rất trong mình không còn một cái gì hy vọng nữa. Về trong cuộc sống vì tài sản của mình nó trôi hết sông hết rồi. Sớm hôm đấy là chỉ thương nhất là chỉ bà và gia đình là khóc ngất lên thôi, chứ còn không biết nói gì hơn, là chung là rất đau xót. Mà tất cả là người dân ở đây không ai thể ngờ được nó là đến mức độ như thế. Là vì chuồng trại của nhà tôi chăn nuôi rồi bếp nước, nói chung khuôn bếp từ đấy vào đến bếp là từ ngõ vào bếp là coi như đổ sập hoàn toàn trong 5 phút đồng hồ. Thế cho nên là tôi rất sợ, vẫn chưa khỏi cái bàng hoàng đâu. Tức là đổ sập hoàn toàn luôn, không thể đứng được lên nữa, tôi nói quá sợ luôn. Ngày 7 tháng 3, tại khu vực này đã bị sụt lún khoảng 50 mét, có 3 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp. Lúc đó địa phương đã di rời toàn bộ tài sản và người của những hộ dân trên ra nơi khác, nên thiệt hại đã được giảm tối đa khi sự cố xảy ra vào chiều 14 tháng 3. Tuy nhiên, sụt lún, sạt lở ngày càng nghiêm trọng hơn, khiến các hộ dân tại khu vực bờ sông lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Vạn An, để đảm bảo an toàn, chính quyền cũng di rời 7 hộ dân ven đê sông Cầu ở khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Chúng tôi vẫn cho các hộ gia đình là lên khu vực nhà văn hóa sinh sống cũng như là về nhà người thân để đảm bảo an toàn. Và chúng tôi cho lực lượng trực ở địa phương là 24/24 là không cho người và vào các cái khu vực nguy hiểm, và chúng tôi đã căng dây và đồng thời là ký cam kết với các cái thành viên của hộ gia đình mà bị sạt lở là sẽ không về trở lại cái khu vực mà bị sạt lở đang bị xảy ra. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng vẫn có khả năng tiếp tục sạt trượt, gây mất an toàn về người, tài sản của nhân dân địa phương và an toàn đê điều. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng chỉ đạo lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, làm hệ thống rào chắn, theo dõi sát diễn biến sự cố, chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ vật tư, nhân lực, trang thiết bị cần thiết để xử lý sự cố. Kính thưa quý vị, sau một tuần cùng đồng phạm cướp túi tiền 1 tỷ đồng của người phụ nữ vào ngày 8 tháng 3 tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Dương Đức Luân đã ra đầu thú. Dương Đức Luân sinh năm 2000, trú tại xã Hà Hải, huyện Hà Trung, Thanh Hóa, là nghi phạm trong vụ án trên, đã bị khởi tố truy nã toàn quốc và khi ra đầu thú, Luân đã giao nộp số tiền còn lại là 311,5 triệu đồng. Trước đó, sau khi công an đã xác định 3 nghi phạm trong vụ cướp, trong ngày hôm sau, một người đã ra đầu thú, một người khác đã bị bắt vào 2 hôm sau. Như vậy, hiện cả 3 nghi phạm đều đã bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do nợ nần nhiều và thiếu tiền tiêu xài cá nhân, cả 3 tham gia nhóm Facebook Hội Những Người Vỡ Nợ Muốn Làm Việc Liều Toàn Quốc. Sau đó, cả ba kẻ này đã nhắn tin riêng, hẹn gặp gỡ để bàn bạc, thống nhất việc cướp giật tài sản của những người rút tiền tại các ngân hàng ở địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu trước ngày 15 tháng 4, các đơn vị chức năng phải hoàn thành xử lý toàn bộ các SIM có dấu hiệu tồn kênh, bảo đảm tất cả các SIM được bán tại các địa điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, không nhập sẵn thông tin thuê bao trước khi kích hoạt. Cùng với đó, chịu trách nhiệm tổ chức rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo SIM chính chủ, xử lý triệt để tình trạng một thuê bao sở hữu nhiều SIM, quy định trách nhiệm đối với thuê bao đăng ký sở hữu trên 3 SIM. Từ ngày 15 tháng 4, các doanh nghiệp viễn thông di động chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu trên thị trường còn xuất hiện SIM của doanh nghiệp mình được kích hoạt sẵn, mua, bán lưu thông. Bộ giao thanh tra bộ tiến hành thanh tra xử lý vi phạm,
đồng thời có văn bản nhắc nhở doanh nghiệp và báo cáo Thủ tướng xem xét việc kỷ luật người đứng đầu của doanh nghiệp vi phạm. Yêu cầu được đưa ra trước tình trạng thời gian qua, các cuộc gọi rác, tin nhắn rác, giả danh cơ quan chức năng, doanh nghiệp, gọi điện, nhắn tin cho người dân để đe dọa, dụ dỗ vẫn còn diễn ra với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây bức xúc. Một người dân ở Cao Bằng đã bị khởi tố bắt tạm giam vì tội trồng trái phép 1.657 cây thuốc phiện. Theo tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Nguyên Bình vừa khởi tố bị can và tạm giam Đặng Vân Tròi ở xã Mai Long, huyện Nguyên Bình về tội trồng cây thuốc phiện. Ông Tròi đã trồng cây thuốc phiện ở 3 điểm với tổng số cây được thu giữ là 1.657 cây. Đồng thời khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của người này, Công an phát hiện thu giữ một túi ni lông chứa 14,0635 gram quả và hạt khô của cây thuốc phiện. Thưa quý vị, hiện nay không khó để tìm kiếm các thông tin tuyển dụng và thông tin ứng tuyển của người lao động thông qua các trang tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội. Đây là không gian mở để người tìm việc và đơn vị tuyển dụng lao động gặp gỡ, tìm hiểu các thông tin về tuyển dụng lao động. Tuy nhiên, đây cũng là mảnh đất màu mỡ để các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo, bẫy người lao động với những chiêu trò rất tinh vi thông qua chiêu bài việc nhẹ, lương cao. Ghi nhận tại tỉnh Ninh Thuận. Sau khi thấy thông tin tuyển dụng có mức lương khá cao, có địa chỉ rõ ràng và số điện thoại, nên LTA 18 tuổi khá yên tâm liên hệ với người đăng. Sau thời gian im lặng, đối tượng này trả lời tin nhắn với nội dung việc hiện tại đã đủ người và hướng em sang một việc làm online khác có mức chiết khấu cao. Nhiệm vụ của em là nhận link của đơn hàng trên các trang Shopee, Lazada và thanh toán đơn hàng đó bằng việc nộp vào số tiền tương ứng. Mỗi đơn hàng thanh toán em sẽ được hưởng từ 20 đến 30%. Với những đơn hàng đầu, A dễ dàng nhận được 100 đến 200.000 đồng một ngày. Tuy nhiên càng về sau, các đơn hàng tăng cao về giá trị và liên tục báo lỗi để dồn 10 đơn hàng một lần thanh toán, khiến số tiền đã tăng lên hơn 12 triệu đồng. Mặc dù đã đóng số tiền trên, nhưng em không được thanh toán vì Linh liên tục báo lỗi. Khi nhận thấy bị lừa và quyết định dừng lại, thì các đối tượng liên tục gọi điện áp đảo tinh thần để em tiếp tục tham gia, nộp tiền vào. Bắt đầu là hăm dọa em. Nhưng là bây giờ mà em mà không có nộp tiền cho tụi chị á, thì nhà chị sẽ gọi gia đình em để nói chuyện về cái vụ đó, báo công an. Em bắt đầu em sợ, xong em mới nói là chị từ chị đừng có giải thích, thì kêu là bây giờ em lén lúc mà mẹ ngủ á, thì em ăn cắp tiền mẹ đi. Xong em cũng sợ, em nói là em không dám, kêu là bây giờ em có vàng dòng một gì đó thì em đi bán đi. Họ nói là em đứng ngoài đường, em thấy ai mà có xe mà lấy chìa khóa, em vọt lên em lấy luôn, kiểu nó là thao túng luôn á. Chưa dừng lại ở đó, với chiêu trò việc nhẹ lương cao, người lao động còn bị các đối tượng lừa sang Campuchia và các nước Đông Nam Á khác để làm trong các sòng bài, các công ty lừa đảo và các khu lao động cưỡng bức, bị đánh đập, hành hạ và yêu cầu số tiền chuộc khá lớn để được trả về nước. Nó bị bắt lại á, rồi nó mới mượn điện thoại họ bạn nó vậy mới gọi về, nó Linh nó bị bắt lại rồi. Rồi bây giờ là lo tiền chuộc cho nó, rồi nó mới điện về nó khóc kể. Nó mới nói là gì xấu cứu con. Con bị trốn là bị bắt lại đó, rồi đền hợp đồng đó là 170 triệu coi lo tiền chuộc cho con, nếu mà không có tiền thì ở bên đây đánh con gãy chân, rồi bỏ con đói, rồi bán con vô quỷ đen là con không có con đường về luôn. Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội khá phổ biến và khó xử bởi các đối tượng hầu hết ở nước ngoài. Trong năm 2023 và 3 tháng năm 2024, toàn tỉnh có 8 trường hợp lao động Ninh Thuận bị lừa đi lao động cưỡng bức ở nước ngoài. Đã có 4 người đã được hỗ trợ đưa về nước an toàn, còn 4 người đang cầu cứu vì số tiền chuộc rất cao. Cơ quan công an khuyến cáo đến quần chúng nhân dân thực hiện tốt một số cái nội dung. Khi người dân có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, người lao động cần phải tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật và chính sách hỗ trợ của nhà nước về xuất khẩu lao động thông qua đầu mối chính là ở Sở Lao động Thương binh Xã hội của tỉnh và các cái phòng lao động thương binh xã hội ở cấp huyện để được tư vấn thông tin về hồ sơ thủ tục thị trường lao động ở các nước và các cái công ty trung tâm xuất khẩu lao động của nhà nước hoặc tư nhân được cấp phép. Người dân không nghe theo những thông tin tuyển dụng việc làm trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram
nếu không rõ ràng và thiếu thông tin để tránh bị lừa đảo. Tuyệt đối không được xuất cảnh trái phép qua các đường tiểu ngạch mà các đối tượng hướng dẫn. Trước khi nhận lời mời đi làm, nhất là đi làm việc ở nước ngoài, cần phải trao đổi, bàn bạc với người thân trong gia đình, tìm hiểu kỹ về công ty môi giới việc làm và nơi mình đến làm việc. Hiện nay, các trang nhóm việc làm online đều do admin tự phê duyệt bài, có những tin thật và giả lẫn lộn. Người tìm việc cần thận trọng tìm hiểu kỹ thông tin hoặc liên hệ các kênh giới thiệu việc làm chính thống để tránh tiền mất tật mang. Sản xuất, kinh doanh hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hiện đang là những hành vi vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của chủ thể quyền đang được bảo hộ tại Việt Nam, khiến người tiêu dùng hiểu lầm, làm giảm uy tín của các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính. Hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng 15 tháng 3, Tổng cục Quản lý Thị trường tổ chức mở cửa phòng trưng bày với chủ đề Nhận diện hàng thật, hàng giả, Made in Japan. Hơn 300 sản phẩm của nhiều thương hiệu lớn từ Nhật Bản được trưng bày tại gian hàng nhận diện hàng giả, hàng thật của Tổng cục Quản lý Thị trường. Mỗi một dòng sản phẩm chính hãng đều được trưng bày song song với một sản phẩm đạo nhái, làm giả tương đương, được người tiêu dùng, cơ quan chức năng hay chính doanh nghiệp phát hiện trên thị trường. Cũng chưa có được truyền thông sâu rộng hết cho người tiêu dùng. Giống như đặc biệt đối với những người tiêu dùng ở vùng sâu, vùng xa, người ta cũng có những hạn chế về cái công nghệ thông tin. Trưng bày hàng thật hàng giả của Tổng cục Quản lý Thị trường, nó là một cái hoạt động rất là ý nghĩa và rất là quan trọng để cho các cơ quan, các đối tác doanh nghiệp đến tham gia và sẽ truyền thông, giải thích cho Quản lý Thị trường cái việc hàng thật hàng giả cho người tiêu dùng là như thế nào. Đôi khi người tiêu dùng cũng chưa có cái thói quen phải đi đến những nơi chính hãng để được mua những cái sản phẩm chính hãng, đảm bảo được cái điều kiện của bảo hành, cho nên là dẫn đến cái tình trạng là thứ nhất rất là nhiều phụ tùng giả trên thị trường, và cái thứ hai là thói quen của người tiêu dùng họ vẫn còn giống như thuận tiện thì sẽ mua ở những cái cửa hàng nào đấy nó không có cái hàng chính hãng, cho nên là dẫn đến cái công tác phòng chống về hàng giả hàng trong cái lĩnh vực xe máy nó cũng khá là khó khăn cho chúng tôi. Theo báo cáo của Tổng cục Quản lý Thị trường, năm 2023, cả nước đã thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý hơn 9.000 vụ việc vi phạm về hàng giả, hàng nhái. Và không chỉ người dân, các nhãn hàng cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nạn hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Để bảo vệ cho quyền lợi người tiêu dùng, thì Tổng cục Quản lý Thị trường cũng thường xuyên tổ chức các cái cuộc triển lãm phân biệt hàng thật, hàng giả để người tiêu dùng nắm bắt được, hiểu được cái hàng thật, tránh được hàng giả, để bảo vệ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm ăn chân chính. Thì trong cái thời gian tới thì Tổng cục Quản lý Thị trường thì thực hiện, đặc biệt là thực hiện kiểm tra trên cái môi trường mạng thương mại điện tử. Phòng trưng bày nhận diện hàng thật, hàng giả Made in Japan mở cửa đón khách tham quan, tìm hiểu thông tin miễn phí từ ngày 15 tháng 3 đến hết ngày 19 tháng 3 năm 2024. Cũng theo Tổng cục Quản lý Thị trường, thời gian tới, đơn vị này sẽ tiếp tục mở rộng các chuyên đề nhận diện, phân biệt các sản phẩm đối với hàng hóa có xuất xứ từ nhiều quốc gia khác nhau để phục vụ nhu cầu mua sắm an toàn, hiệu quả của người tiêu dùng. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Số điện thoại tiếp nhận thông tin nóng 083 722 5566. Địa chỉ email đườngdâynong@vtc.gov.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.